Kính thưa quý vị, lúc gần đây chắc quý vị cũng thấy tôi đọc những bài nói về những chiến sĩ anh hùng, mặc dù cấp bậc của họ nhỏ, tuổi còn trẻ, hoặc là những phụ nữ, những người vợ của những chiến sĩ anh hùng. Tôi cảm thấy hãnh diện khi đọc những bài viết về họ và cảm thấy mắc cỡ hoặc là ngượng miệng khi nói về những ông tướng chỉ nhờ thời vận và nhờ những sự luồn cúi để thành tướng. Chân tình mà nói, tôi chẳng muốn đọc về họ. Nhưng thưa quý vị, mình cũng nên nghe để biết. Vì vậy, hôm nay tôi xin mời quý vị nghe một bài viết Những ông tướng thời Mạt Vận, tác giả ông Bút. Trân trọng kính mời quý vị. Nhân mùa 30 tháng 4, đọc lại một vài trang báo cũ về những người mua năm cũ. Thứ nhất, phản tướng Nguyễn Hữu Hạnh. Báo Sài Gòn Giải Phóng viết, nhân sĩ Nguyễn Hữu Hạnh sinh năm 1924, nguyên là chuẩn tướng quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Được mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam móc nối, tạo quan hệ từ năm 1963. Ông được bồi dưỡng để trở thành tình báo. Tuy nhiên, mặt trận được lệnh không giao nhiệm vụ gì để chức vụ của ông không bị ảnh hưởng, chỉ chờ thời cơ đắc dụng. Vào những ngày cuối tháng 4 năm 1975, Trung ương Cục miền Nam đánh giá là đã đến lúc đưa chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh quay lại. Đồng chí Phạm Hùng lúc bấy giờ là bí thư Trung ương Cục miền Nam, điện khẩn về tỉnh ủy Cần Thơ yêu cầu bằng mọi giá phải đưa chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh về Sài Gòn. Nếu đường bộ khó đi thì đi bằng đường giao liên. Để trước ngày 28 tháng 4, kịp gặp Tổng thống Dương Văn Minh vừa nhậm chức. Sau khi được Tổng thống Dương Văn Minh giao nhiệm vụ là phụ tá tân Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Trung tướng Vĩnh Lộc. Nhưng chẳng bao lâu, Trung tướng Vĩnh Lộc đào nhiệm với tư cách là Tổng tham mưu trưởng. Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh đã ra tuyên bố kêu gọi tất cả binh sĩ buông súng. Sau ngày giải phóng miền Nam, ông Nguyễn Hữu Hạnh được bầu làm Tổng thư ký Hội Nhân dân, bảo trợ nhà trường và Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy viên Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh với tư cách là nhân sĩ yêu nước. Kính thưa quý vị, đoạn văn trên là của báo Sài Gòn Giải Phóng, cho nên tôi phải đọc nguyên văn. Tiền Giang, Việt Nam, chuẩn tướng Việt Nam Cộng Hòa. Nguyễn Hữu Hạnh, người từng là phụ tá Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đang sống những năm tháng cuối đời tại một căn nhà tuỳnh toàn trong khu nghĩa trang ở tỉnh Tiền Giang cùng với người vợ sau nhỏ hơn ông 33 tuổi, trước đây làm nghề bán vé số. Không chỉ là tướng Việt Nam Cộng Hòa, ông Hạnh năm nay 95 tuổi còn là cơ sở nội tuyến chiến lược của ban binh vận Trung ương Cục miền Nam của Cộng sản. Trong ngày 30 tháng 4 1975, ông từng ra lệnh cho sĩ quan, binh sĩ án binh bất động thuyết phục Tổng thống Dương Văn Minh kêu gọi binh sĩ buông súng đầu hàng. Đã lập được công trạng với chế độ Cộng sản như vậy, ông Nguyễn Hữu Hạnh nay bị bỏ rơi như thế nào? Gian nan tìm nhà tướng Hạnh. Phóng viên báo Người Việt tìm về nhà của ông Nguyễn Hữu Hạnh vào một ngày cuối tháng 11 năm 2018. Với vốn liếng chỉ là một địa chỉ khá mơ hồ ở thôn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ngôi nhà được cất bên cạnh một nghĩa trang. Từ Sài Gòn, chúng tôi đến bến xe miền Tây để bắt xe đi xuống Tiền Giang. Sau khi xem địa chỉ mà chúng tôi muốn đến, cô bán vé xe bảo không có chuyến xe nào về chỗ Tân Hiệp này đâu, chỉ có xe đi Sóc Trăng, sẽ đi ngang khu vực này thôi. Rồi lên xe, em dặn bác lơ xe khi tới vòng quay Lương Phú thì cho xuống nha. Rồi từ đó bắt xe ôm thêm khoảng chừng 10 km mới tới Tân Hiệp. Khi nghe chúng tôi thắc mắc, vậy không còn đường nào khác nhanh hơn hả chị? Cô bán vé lắc đầu.
Chỉ có cách này là ngăn nhắc thôi, vì chỗ đó là vùng quê, không có xe nào chạy ngang đó đâu. Chúng tôi đành mua vé rồi lên xe. Ngã tư vòng xoay Lương Phú thuộc tỉnh Tiền Giang, cách bến xe miền Tây ở Sài Gòn khoảng 70 km. Tới đây chúng tôi xuống xe và đón xe ôm về ấp Me, thôn Tân Hiệp, huyện Châu Thành. Lên xe ôm chạy được một đoạn, tôi mới hỏi người chạy xe ôm là có biết nhà ông Nguyễn Hữu Hạnh khoảng hơn 90 tuổi trước làm tướng cho chế độ cũ không? Bác xe ôm lắc đầu, trả lời: tôi làm nghề này ở đây chắc cũng 40 năm rồi mà có nghe đến cái tên như vậy bao giờ đâu. Chúng tôi hỏi tiếp: vậy bác có biết có nghĩa trang nào ở khu vực ấp Me đó không? Vì cháu biết nhà ông Hạnh ở bên cạnh nghĩa trang. Thật ra người dân ở đây gọi là gò chứ không ai gọi là nghĩa trang cả. Vì hầu hết khu vực miền Tây, nghĩa trang không được quy hoạch tập trung, mà mạnh nhà nào nhà đó tự chôn cất người thân khi mất ở đất nhà mình hoặc đất công cộng nào đó mà không có ai ở là họ tự chôn mà thôi. Bác tài xế xe ôm cho biết, quả thật, đoạn đường từ vòng xoay Lương Phú tới ấp Me, Tân Hiệp có rất nhiều nghĩa trang nhỏ lẻ. Người dân nơi đây tự chôn cất người thân của mình. Khi đến nơi, tôi hỏi nhiều người dân chung quanh khu vực ấp Me này về ngôi nhà của ông Hạnh, đã hơn 90 tuổi sống bên cạnh một nghĩa trang, nhưng không ai biết hết. Chạy đến khu vực nào có mồ mả là chúng tôi đều dừng lại hỏi, nhưng tất cả đều lắc đầu không biết, tìm mãi không ra. Tôi bèn kêu bác xe ôm chạy ngược ra lại quán nước đầu hẻm, ngõ vào ấp Me ngồi uống nước. Rồi chúng tôi đem câu chuyện về ông Hạnh để hỏi cô chủ quán. Cô cũng lắc đầu, bảo, chắc em tìm lộn địa chỉ rồi chứ. Chứ tôi bán quán ở đây hơn 20 năm, cũng đâu có nghe ông Hạnh nào hơn 90 tuổi ở khu vực này cả. Chỉ có một ông Hạnh khoảng 80 tuổi nhưng đã mất cách đây cũng hơn 2 năm rồi. Trong lúc đang tuyệt vọng thì có một ông bán vé số và mời mua. Chúng tôi vội mua tờ vé số ủng hộ ông, nhưng chủ yếu để hỏi nhà ông Hạnh thì lập tức ông trả lời ngay: à, có phải ông Hạnh lớn tuổi, trước ở Sài Gòn làm lớn lắm phải không? Tôi vui mừng gật đầu, đúng rồi. Lập tức ông chỉ đường, bảo cứ chạy vào hẻm này đến gần cuối đường thì có một cái gò lớn lắm. Hỏi nhà bà Tư Bóng là mọi người biết, chứ hỏi nhà ông Hạnh không có ai biết đâu. Rồi ông giải thích thêm, bà Tư Bóng lúc trước bán vé số như tôi vậy đó nên tôi biết. Bà bây giờ cũng hơn 60 tuổi rồi, bà có 5 đứa con, một đứa bị bệnh cũng tội nghiệp lắm. Chồng mất sớm nên bà một tay bán vé số nuôi con. Từ ngày bà gặp ông Hạnh và kết thành vợ chồng thì bà không còn đi bán vé số nữa. Có lẽ ông chồng bà lương cũng khá nên gia đình thấy cũng đỡ vậy. Như cánh cửa bị đóng và nay đã có chìa khóa trong tay. Quả thật, ở nhà bà Tư Bóng thì người dân ở đây biết và chỉ dẫn cặn kẽ. Đến gần cuối con đường ấp Me, một nghĩa trang to hiện ra nhiều ngôi mộ đã được chôn cất. Bên cạnh là một ngôi nhà cấp 4, loại nhà mái tôn xây gạch rẻ tiền khá cũ. Tiếp chúng tôi là một phụ nữ tầm hơn 60 tuổi. Khi được hỏi, có phải bà là Tư Bóng không? Bà liền xác nhận và bảo, các chú đến tìm anh Hạnh phải không? Tôi hơi bất ngờ về câu hỏi này. Liền được bà cười và trả lời, tìm đến nhà tôi thì chỉ có gặp anh Hạnh thôi chứ bán vé số như tôi thì ai mà tìm. Rồi bà vừa chỉ vào ngôi nhà vừa nói, ổng mới ngủ dậy đó, bây giờ già rồi cũng lẫn, không có nhớ được gì hết. Mới 3 tháng trước mà ổng phải vào bệnh viện vì bị cao huyết áp. Bà dẫn chúng tôi đi ngang một ngôi mộ nằm ngay chính giữa cửa chính của ngôi nhà. Khi Na lần đầu bước vào cũng thấy rợn người. Sống khép kín,
ít giao tiếp bên ngoài. Trong nhà không có vật dụng gì quý giá cả. Trên tường có treo tấm bằng khen của chính quyền cộng sản trao tặng, cùng với tấm bảng ghi dòng chữ chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh. Sáng ngày 30 tháng 4, 1975, cơ sở nội tuyến chiến lược của Ban Binh vận Trung ương Cục miền Nam, Phụ tá Tổng tham mưu Ngụy đã lệnh cho sĩ quan, binh sĩ án binh bất động, thuyết phục Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng quân giải phóng. Trước mặt chúng tôi là ông Nguyễn Hữu Hạnh, dáng người ốm, tay chống gậy. Mặc dù ông đang ngồi trên ghế để uống cà phê, nhưng mắt vẫn lim dim mơ màng, mái tóc lưa thưa bạc trắng, răng rụng hết, nước da sạm với nhiều chấm đồi mồi, đôi mắt đầy những vết chân chim. Bà Tư Bóng ghé sát tai ông Hạnh bảo, có nhà báo trên Sài Gòn xuống thăm anh đó. Ông gật đầu ra vẻ biết chuyện. Thì chúng tôi hỏi, ông năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Bà Tư ghé sát tai ông nói lại. Ông liền trả lời rất nhanh, tôi tên Nguyễn Hữu Hạnh, năm nay 95 tuổi. Rồi như chắc anh thêm, ông quay sang hỏi vợ, 95 rồi bà ha? Bà Tư liền trả lời, ừ đúng rồi. Rồi bà Tư quay sang bảo tôi, tai ổng nặng lắm, nói gì phải nghe sát tai nó mới nghe, chứ nói chuyện bình thường ổng không có nghe được đâu. Rồi bà nói thêm, cách đây 2 năm thì ổng còn nhớ nhiều, chứ bây giờ dường như ổng không có nhớ gì hết trọi. Mới 3 tháng trước ông phải vào bệnh viện vì cao huyết áp. Bây giờ ổng đi lại rất khó khăn, ăn uống cơm nước một tay tôi lo thôi. Ông tướng nên vợ nên chồng với bà bán vé số. Nói về cuộc hôn nhân với ông Hạnh, bà Tư kể. Tôi tên thật là Trần Thị Hiệp, dân đây gọi là Tư Bóng. Hồi đó nhà nghèo, không có đất đai gì hết trọi, nên về cái gò này để tự làm chòi để ở. Vì nghĩ đất nghĩa trang thì không có ai đuổi đi. Chồng tôi mất sớm để lại 5 đứa con, nên một tay tôi phải đi bán vé số nuôi con. Rồi tôi gặp ông Hạnh này vào năm 2010. Hồi đó ông từ Sài Gòn về ở nhà ông Bảy Rết, là anh em họ hàng với ông Hạnh. Nhà cũng sát bên cạnh đây thôi nè. Ông Hạnh thường hay mua vé số giúp tôi. Gặp nhau vài lần tôi mới biết vợ ông cũng mới mất, nên ông buồn, tìm về quê cho thanh thản, kiếm người hữu hỷ tuổi già. Hồi đó, đâu có biết ông là tướng lãnh gì ngày xưa đâu. Tôi lúc đó 53 tuổi rồi, mới nhìn ông cứ tưởng là cỡ 75 thôi. Ai ngờ, ông cũng đã 86 tuổi hơn tôi đến 33 tuổi. Con đầu ổng còn lớn tuổi hơn cả tôi nữa. Mới đầu chúng phản đối dữ lắm, vì cho rằng tôi lấy ổng là vì tiền bạc. Chứ ông già vậy ai mà đi bước nữa chứ ông. Nhưng bây giờ thì tuổi trẻ đó hiểu chuyện rồi, biết cảm ơn tôi. Nói không có chỉ chắc ba tôi không có sống đến ngày hôm nay đâu. Hồi đó ở đây chỉ là nhà tranh dắt đất. Nhờ ổng vay mượn được 30 triệu, tức là khoảng 1.300 đô để xây căn nhà này. Tiền lương của ổng thì được 8 triệu, nên ông vừa trả dần 1 tháng 2 triệu và giúp tôi trả các khoản nợ cũ. Bây giờ thì lương ổng đã hơn 10 mấy triệu rồi, khoảng 600 đô một tháng, so với thu nhập của người dân là khá cao. Chúng tôi hơi bất ngờ về chi tiết này, vì nghĩ ông đã về hưu thì làm sao có mức lương được chính quyền trả như vậy. Thắc mắc thì được bà Hiệp bảo, thật ra khoảng 3 năm nay, ông không còn đi học hành chi nữa, nhưng vẫn có tên trong thành viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, nên mới được mức lương như vậy đó. Hiện hai vợ chồng sống dựa vào đồng lương đó thôi. Hỏi bà là chính quyền có hay cử người tới thăm ông không? Bà trả lời, không, chỉ lâu lâu đến dịp 30 tháng 4 thì có vài nhà báo xuống thăm trò chuyện mà thôi. Ở đây, ổng cũng ít khi ra ngoài nên hàng xóm cũng ít biết đến ổng lắm. Tới đây chúng tôi mới hiểu lý do
Vì sao mà lúc tìm nhà ông lại khó khăn như vậy? Vì hàng xóm không biết có ông Hạnh nào ở xóm mình cả. Gần cuối đời sống ở Nghĩa Trang, chúng tôi quay sang hỏi ông Hạnh. Ông có nhớ gì ngày 30 tháng 4 1975 không? Bà Hiệp kề tai ông nói lại như phiên dịch. Ông trả lời, có cái nhớ, có cái không. Nghe đến đây chúng tôi cũng mừng thầm, vì nghĩ biết đâu ông sẽ kể được chi tiết về biến cố này. Nhưng khi hỏi tiếp, lúc đó ông làm gì? Thì ông chỉ trả lời, lúc đó ở trong mặt trận, tôi là giám đốc miền Nam. Rồi ông im lặng, người đơ ra như đang nghiện điều gì đó mà không nhớ ra. Bà Hiệp bên cạnh nói thêm như giải thích, ông quên hết rồi. Biết là không thể hỏi thêm được điều gì, nên tôi quay sang nói chuyện tiếp với bà Hiệp. Vậy à, mấy con của ông có hay từ Sài Gòn xuống thăm ông không? Bà Hiệp nói như thở dài. Không, lâu lâu có đám cưới hỏi gì của mấy cháu trong nhà, thì cũng có gọi điện báo tin và mời ông về Sài Gòn thì tôi đưa ổng lên thôi, chứ con cái không thấy xuống thăm ổng. Có lẽ tụi nó bận công việc. Về con cái và nhà cửa của ông Nguyễn Hữu Hạnh, báo Tiền Phong ở Việt Nam, trong bài Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh bây giờ, xuất bản ngày 26 tháng 4 năm 2017, có đoạn viết như sau. Ngôi biệt thự của ông Hạnh ở đường Phan Kế Bính sau khi người bạn đời của 14 người con mất đã bán đi, mua mảnh đất ở ấp 8 Tân Phú Trung, Củ Chi, Sài Gòn để ở. Rồi lại khóa cửa để đấy. Ông Hạnh về đây quanh quẩn vui thú điền viên với bạn bè. Báo này kể có chi tiết trùng với lời kể của bà Trần Thị Hiệp. 10 năm trước, Mặt trận Tổ quốc thành phố cho mượn 30 triệu làm 30 mét vuông nhà cấp 4 này, rồi trừ dần vào lương tháng, ổng đã trả hết rồi. Mới rồi ổng lại mới vay được 10 triệu xây thêm căn bếp. Trở lại thực tại, nhìn những ngôi mộ bên cạnh nhà, đặc biệt ngôi mộ ngay chính cổng ra vào, chúng tôi e ngại hỏi, sống gần mồ mả vậy có sợ không? Bà Hiệp nói, thấy cũng bình thường, vì ở đây riết rồi cũng quen nè. Nghĩa trang này hiện nay họ vẫn tiếp tục chôn mà, cứ có người mất thì họ lại đem tới chôn thôi, không có vấn đề gì hết. Chúng tôi hỏi nước uống mà gia đình bà đang dùng được lấy từ đâu? Bà trả lời, thì nước giếng thôi. Vừa nói bà chỉ ra cái giếng nước bên ngoài, sát bên cạnh những nấm mồ, nghĩ mà nổi da gà. Vì nãy giờ cũng đã uống một ly nước ở nhà bà rồi. Nguồn nước có thể bị ô nhiễm khi bên cạnh là những nấm mồ. Câu chuyện giữa chúng tôi và bà Hiệp lâu lâu lại bị ngắt quãng bởi những tiếng ho hay khạc nhổ của ông Hạnh. Dường như ông không còn tự chủ trong các hành động của mình. Nhìn ông, ít người ở đây biết rằng ông già lẩm cẩm này ở trong căn nhà nhỏ xíu này, xung quanh toàn mồ mả này, trước đây đã từng là một vị tướng Việt Nam Cộng Hòa quyền uy, một nhân vật quan trọng trong biến cố 30 tháng 4 năm 1975 khiến miền Nam rơi vào tay Cộng sản. Chào ông ra về mà trong đầu chúng tôi băn khoăn về một kiếp người. Phải chăng đây là số phận của một người làm tướng Việt Nam Cộng Hòa nhưng lại nằm vùng cho Cộng sản? Những ngày tháng cuối đời phải sống trong nghĩa trang, làm bạn với những nấm mồ. Nhật Bình. Ông Nguyễn Hữu Hạnh, sinh năm 1924, là chuẩn tướng bộ binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông thường được biết đến với vai trò là phụ tá tổng tham mưu trưởng cuối cùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người đã tác động để Tổng thống Dương Văn Minh sớm đi đến quyết định kêu gọi quân lực Việt Nam Cộng Hòa buông vũ khí đầu hàng quân đội Bắc Việt vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Năm 1946, ông gia nhập quân đội Pháp dưới quyền thiếu úy Dương Văn Minh, người sau này trở thành tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa.
ông Nguyễn Hữu Hạnh từng kinh qua các chức vụ tham mưu trưởng phân khu Sài Gòn Chợ Lớn năm 1952, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 30 Việt Nam biệt lập năm 1954, du học lớp chỉ huy tham mưu cao cấp tại trường Fort Leavenworth, tiểu bang Kansas, Hoa Kỳ 1958, tham mưu trưởng quân khu thủ đô, sau đổi thành biệt khu thủ đô năm 1960, đại tá tham mưu trưởng quân đoàn 4, do thiếu tướng Huỳnh Văn Cao làm tư lệnh năm 1963, ủng hộ tướng Dương Văn Minh lật đổ tổng thống Ngô Đình Diệm năm 1963, trở thành cơ sở của ban binh vận mặt trận giải phóng miền Nam của Cộng sản Bắc Việt năm 1970. Trong cùng năm, được thăng làm chuẩn tướng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, phó tư lệnh quân đoàn 2 năm 1972, chánh thanh tra quân đoàn 1 năm 1973. Ngày 15 tháng 5 năm 1974, ông Hạnh bị Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cho về hưu khi mới 48 tuổi. Ngày 28 tháng 4 năm 1975, sau khi Đại tướng Dương Văn Minh lên Tổng thống, ông Hạnh giữ chức phụ tá cho tân Tổng tham mưu trưởng, Trung tướng Vĩnh Lộc. Sáng ngày 29 tháng 4, tướng Vĩnh Lộc đi di tản, vì vậy nhân danh Tổng tham mưu trưởng, ông đã ra tuyên bố kêu gọi binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa buông súng. Cùng với Trung tướng Nguyễn Hữu Có, ông Hạnh là một trong hai vị tướng bên cạnh Tổng thống Dương Văn Minh trong giờ phút cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Sau năm 1975, được ghi nhận công lao trong tác động đến buông súng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông Hạnh không bị đi tù cải tạo, mà còn được giữ chức vụ Tổng Thư ký Hội Nhân dân Bảo trợ Nhà trường, sau được bầu làm ủy viên mặt trận. Bây giờ, xin mời quý vị nghe tiếp vào phần 2. Hàng tướng Dương Văn Minh tháng 4 và chuyện hai ông đại tướng cùng tác giả là ông Bút. Xin thưa quý vị, mời quý vị nghe về ông đại tướng thứ nhất. Ông đại tướng này không có tên trong quân bảng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông này không có họ, không có chữ lót. Ông chỉ có mỗi tên là Tôn mà thôi. Khi bọn người rừng đầu đội nón cối, chân dép râu, ôm súng AK chạy vào thủ đô Sài Gòn để tạo thành ngày 30 tháng 4 đen, ông đại tướng Tôn này chỉ mới 12 tuổi trở thành người tù trẻ nhất của thời ấy. Ông đại tướng Tôn này con của một đại úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị cải tạo. Tôn nhớ cha, oán cộng sản. Ông viết hai câu khẩu hiệu: đã đảo Cộng sản, đã đảo Hồ Chí Minh. Rồi ông đại tướng này đem dán trước cổng trường Lý Thường Kiệt, Tân Bình Sài Gòn. Dĩ nhiên sau đó ông bị Cộng sản bắt. Rồi cán bộ hỏi cung: Tôn làm gì? Đại tướng Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôn trả lời như vậy. Cán bộ hỏi cung hỏi: ai xúi giục? Tôn trả lời: đã là đại tướng tự mình chủ trương, còn ai dám xúi giục nữa. Công an tiếp tục hỏi: đồng bọn có bao nhiêu người? Ông trả lời: đã bắt được tướng, còn hỏi quân làm gì nữa. Bọn cộng sản tức tối, đánh đập chán chê, quay ra dụ dỗ đủ điều. Nhưng trước sau gì, đại tướng Tôn cũng chỉ trả lời như vậy mà thôi. Ông đại tướng trên đây, xin thưa quý vị, không phải là sản phẩm tưởng tượng đâu nhé, mà là nhân vật có thật trong đời thường, xuất hiện trong tác phẩm Trại Kiên Giang của tác giả Nguyễn Chí Thiệp, nguyên phó tỉnh trưởng tỉnh Quảng Nam. Và chính tôi là người cũng đã đọc hồi ký Trại Kiên Giang trong một clip nào đó. Nếu quý vị muốn nghe lại thì xin mở ra mà nghe. Ông Nguyễn Chí Thiệp là người chân chất, ông viết sách kể chuyện tù như người nông dân xứ Quảng kể chuyện làm mùa. Nếu còn chưa tin, cần nhớ lại cơn biến loạn kinh khủng ngày ấy. Tưởng như trời sụp, ai cũng sợ thất thần, từ cao nguyên, từ miền Trung,
và mọi miền đổ dồn vào Sài Gòn, cho đến lúc cùng đường, tại trường thiếu sinh quân Vũng Tàu, chững chạc kêu gọi cộng sản, đợi cho anh em làm lễ hạ quốc kỳ trước khi họ tiến chiếm. Lễ hạ quốc kỳ đã diễn ra như ý muốn. Hình ảnh kiêu hùng ấy còn tồn tại đến hôm nay và mãi mãi. Không có hình ảnh, chỉ có 11 dòng cuối trang 224 trong tác phẩm Trại Kiên Giang của tác giả Nguyễn Chí Thiệp. Người đọc có thể tưởng tượng Đại tướng Tôn nói năng rạch ròi đĩnh đạc, hẳn thân thể cũng rắn chắc với khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Là hạ sĩ nhất quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nếu có diễm phúc một lần được gặp ông Tôn, tôi sẽ chào ông đúng quân cách, với tất cả lòng trọng kính như một quân nhân với một đại tướng thực thụ. Và người viết ở nơi đây cũng xin được đứng nghiêm và kính cẩn chào ông theo lễ nghi quân cách. Bây giờ tôi xin mời quý vị nghe về đại tướng thứ nhì, đó là ông Dương Văn Minh. Dương Văn Minh có bộ mặt phì nổi, không biết thế lực nào xô đẩy. Ông ta đã đứng ra làm quốc trưởng trong 3 ngày cuối cùng của miền Nam Việt Nam. Ông không có chủ trương nào đáng giá một xu. Ông hoàn toàn nương tựa vào Thích Chí Quang để Thích Chí Quang làm cầu nối với mặt trận Bù Nhìn giải phóng miền Nam, tạo ra chính phủ 3 thành phần. Dương Văn Minh thật là ngớ ngẩn và có niềm tin vào Cộng sản tới độ khôi hài. Trong 3 ngày, Dương Văn Minh luôn luôn nóng ruột đi tới đi lui, bồn chồn chờ những cú phôn hứa hẹn của thầy Thích Chí Quang. Theo lời cán bộ Cộng sản Hồ Văn Quang thẩm vấn Trung tướng Nguyễn Hữu Có trong trại tù Hà Tây, nói về Dương Văn Minh như sau: thực sự hôm nay ở trong tù, tôi nghĩ lại mà thấy thương cho Minh Cổ, thích làm tổng thống mà khả năng quá hạn chế, do đó bị Thích Chí Quang điều khiển đủ mọi chuyện. Ngày lịch sử trong đời làm chính trị của Minh Cổ không phải là ngày nhậm chức tổng thống, mà chính là ngày 29 tháng 4 năm 1975. Vì ngày nay, từ 8 giờ sáng đến 12 giờ khuya, Minh Cổ và tôi, tức là Nguyễn Hữu Có, phải đến Hoàng Cung Ấn Quang 5 lần, và lần nào cũng với nội dung là thầy hứa hẹn một cách chắc chắn, không sai lệch, là sắp xong rồi. Bên kia chậm lắm, tối ngày 29 tháng 4, 1975 hay sáng ngày 30 tháng 4, 1975, sẽ bàn thảo việc thành lập chính phủ liên hiệp. Sở dĩ đêm 29 tháng 4, 75 có chuyện tôi đi đến Ấn Quang cũng là vì lời hứa miệng của Thích Chí Quang này. Lúc 2 giờ sáng, chúng tôi phải rời Ấn Quang trở về Dinh Độc Lập chờ ý của thầy, mệt mỏi thật. Minh Cổ ngồi nơi bàn tổng thống bên cạnh dàn điện thoại. Trong đó có một cái đặc biệt nhất, dễ nhận ra, đó là cái dành riêng cho thầy. Đường dây dành cho thầy không phải ưu tiên một, mà là ưu tiên super. Có thể nói với Minh Cổ nó là over super. Chúng tôi mỗi người một chỗ ngồi nghỉ hoặc ngả lưng trên sofa chờ tin tức phía bên kia họp bàn. Rõ ràng lời thầy vừa mới nói, tổng thống cũng như quý ngài đây yên chí, tôi đã cho người liên lạc được với mặt trận giải phóng miền Nam và họ đã gặp riêng tôi, nói chắc rằng đã lập xong phái đoàn, đang trên đường đến đây, vì bí mật nên không cho biết giờ tiếp đón. Quý ngài cứ yên tâm về nghỉ và khi họ đến, tôi điện thoại ngay. Ra về, tôi thấy nét mặt của Minh Cổ còn hy vọng nhiều. Ông Vũ Văn Mẫu làm thinh ít nói. Lý Chánh Trung đến giờ phút ấy vẫn hớn hở. Riêng tôi thấy tình hình ồn ào lộn xộn tại nội thành Sài Gòn đã đến lúc phải nổ tung không thể tránh khỏi. 4 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 4 1975, Minh Cổ sốt ruột, không thể chờ thêm được nữa, phải nhắc điện thoại lên xin gặp thầy. Trong khi tiếng đì đùng của loại súng AK nghe càng rõ mồn một,
Minh Cổ càng quýnh hơn. Thưa thầy, tôi Tổng thống Dương Văn Minh muốn biết ý kiến thầy, sao chờ đến giờ này không thấy gì hết vậy? Anh em chúng tôi đang có mặt hết tại đây. Tình hình hiện tại quá lộn xộn rồi. Xin thầy quyết định thế nào chứ? Tôi thấy hoàn toàn bí lối. Có lẽ nguy khốn hơn. Chứ không thể nói gì với bên kia nữa. Tiếng thầy Thích Chí Quang re re trong điện thoại. Thưa Tổng thống, cũng như Tổng thống là tôi vẫn chờ đến giờ này. Không biết đây là lời nói thật hay nói dối của ông. Và theo tôi nghĩ, với tình thế hiện tại trong sứ mạng của tôi, người đứng trung gian bắt nhịp cầu của thế cờ chính trị có thể nói là chấm dứt rồi. Với trọng trách là Tổng thống, hơn nữa là một đại tướng, tôi nghĩ công việc phải nhờ vào tài quân sự của đại tướng đó, chứ giải pháp chính trị của tôi coi như chấm dứt. Và từ giờ phút này, nếu có chuyện gì xảy đến thì mọi trách nhiệm đều do Tổng thống, à quên, đại tướng quyết định với giải pháp quân sự. Mà trong lãnh vực này đại tướng rất rành giỏi hơn tôi. Xin chào Tổng thống. Minh Cổ chỉ trả lời gọn lõn một câu. Thầy giết tôi rồi. Và cúp máy. Lúc đó là 5 giờ kém 15 phút sáng. 30 tháng 4 1975. Hết trích ở đoạn này. Minh Cổ tin vào Thích Chí Quang và mặt trận giải phóng miền Nam là chuyện điên rồ. Bao năm chinh chiến, không hiểu gì đối phương. Giả sử có một chính phủ 3 thành phần, thử hỏi tồn tại được mấy ngày? Dương Văn Minh kêu gọi buông súng đầu hàng hay không thì vẫn có ngày 30 tháng 4 1975. Nhưng thân làm đại tướng, làm tổng thống, thiết nghĩ nên tránh mặt bỏ về nhà ngồi chờ Việt Cộng đến nhà bắt. Chắc cũng còn một chút để thiên hạ nể nang, hơn là ngồi chờ bàn giao để cuối cùng nghe thằng bộ đội ranh thét mắng. Không có chuyện bàn giao, cũng không có ai là tổng thống ở đây cả, vì chúng tôi đã chiến thắng. Trước đó, ít phút, Dương Văn Minh cùng đồng bọn bị bộ đội chĩa súng vào mặt và phải tuân lệnh giơ hai tay lên đầu hàng. Đó là những chuyện kể đó đây không đồng nhất vào giờ cuối cùng tại Dinh Độc Lập. Dương Văn Minh có bằng tú tài Tây, đại tướng thực thụ, thời điểm 30 tháng 4 1975. Ông Minh 59 tuổi, nhưng tài năng và đảm lược thì kém xa một cậu bé đại tướng mới 12 tuổi. Ông Bụt kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã nghe.